U Minh Thượng được biết đến không chỉ là một địa danh gắn với những chiến tích vẻ vang của ông cha ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tìm về U Minh Thượng hôm nay, người ta còn ngạc nhiên với những đổi thay trên mảnh đất anh hùng này, với những điều kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Thuận lợi về giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ. Khu du lịch sinh thái U Minh Thượng nằm trong quần thể rừng U Minh, chỉ cách trung tâm thị xã Rạch Giá 40 km về phía Tây Nam. Nơi đây được ví như thiên đường của hệ sinh thái còn sót lại ở đồng bằng sông Cửu Long. Khám phá khu du lịch sinh thái U Minh, khách tham quan không khỏi ngạc nhiên trước một khu rừng ngập mặn thuộc vào loại lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích hơn 1.100 hectare. Được ôm trọn bởi những con rạch chạy vòng quanh với chu vi lên đến 13 km. Với những thảm động thực vật đang hiện hữu nơi đây, khu du lịch sinh thái U Minh Thượng là minh chứng cho một vùng đất giàu sản vật không dễ nơi nào sánh được. Trong chiến lược phát triển khu du lịch sinh thái U Minh trở thành một quần thể hấp dẫn hơn nữa, tính tự thiên nhiên cho khu rừng đang từng bước được tăng cường. Tre gai được trồng xung quanh nhằm bảo vệ khu rừng khỏi nguy cơ cháy bởi nạn khai thác mật ong đang diễn ra bừa bãi. Cùng với đó, hệ sinh thái của khu rừng sẽ được củng cố mạnh, tạo điều kiện cho chim chóc về đây sinh sôi nảy nở. Mặt khác, nguồn lợi từ măng và tre sẽ thúc đẩy ngành tiểu thủ công nghiệp trong vùng này phát triển, tạo công ăn việc làm cho bà con. Đầu xuân Canh Dần này, khu du lịch sinh thái U Minh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và dự lễ khai trương nhân buổi Thủ tướng về thăm lại căn cứ kháng chiến cũ. Với cơ sở vật chất hiện có, khu du lịch sinh thái U Minh đang từng bước trở thành một khu resort xứng tầm đồng bằng sông Cửu Long. Đó chính là một khu du lịch mang dáng dấp hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên những kiến trúc của quá khứ. Đó là việc phát triển một làng nghề truyền thống với sự phát huy thế mạnh của những sản vật đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long có từ thời cha ông đi mở cõi.